tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ, vừa xem vừa cười té ghế. Tỷ khỏe chưa dạ? Một tay chống đẩy, ăn đứt cái cánh đàn ông luôn nha. Cơ mà nhìn tới hậu trường thì vậy dạ là anh trai người dối dạ hả? Bây giờ là phải dạ dạ xuống vô lắm đi. Ta đây. Hey, bắn cả người. Khởi động hơi quá đà rồi đó anh trai. Thấy cái gì vậy trời? Rồi rồi rồi, rồi. Tha hồ mà chạy theo máy nha. Ôi, xe thì một nơi, người thì chạy theo hết thôi. Tết tên. Rồi, xong cái con xe ha. Cách để khởi động tướng thỉnh nổ của nóc nhà lên đây. Mày xong rồi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả. Một lần chơi khôn và hậu quả thi. Cái ca này hơi khó nghe. Bạch tường mà khôn thì đúng là ố sồ luôn. S.O.S. Lớp đó nè, lớp đó nè. Nè, cho đừng quả dưa nghe. Đâu ai biết nghĩ đâu. Chọn dễ dàng quá ha. Ta teo, dở luôn rồi. Đây là nghiệp quật tại chỗ mà. Ôi trời, lượng uống éo đồ. Nghe được sexy đen đồ ha. Giờ bất ngờ. Sao à, muốn sexy thì cũng nên chú ý đến địa điểm nha anh chị. Giữ nha. Ok, yên tâm đi. Tôi là tôi có kinh nghiệm. Rồi thôi, thì đặt lão luyện đồ. Giờ sao mất tiêu cái ống rồi. Để chồng chăm con và kết kết. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Tiện quá ha. Nhỏ kiểu chút ăn xong à, ông tới công chuyện với tôi liền. Oh hello there. Rồi rồi, chị vợ bé con đi rồi nha. Tới cái lúc anh chồng nhận ra thì cho chừa cái tập nhật điện thoại nha. Ui, chỉ là cởi áo thôi mà thấy căng à nha. Mày. Trời, lăn ba di bộ phiên bản hack speed hả? Bắt được mới lạ. Ok chưa? Nhìn mà học theo nghe. Ơi. Mình thì vậy đó, hết mình. Mà nói trả bài thi hết hồn nha. Ủa mình gì lơ lắm vậy đi chứ. Ấy cái gì vậy trời? Ủa, tiểu ứng chạy bằng cơm tốt ghê ha. Oh hello there. Ủa, chậm còn biết xoay dọc ha. Tưởng đầu rồi khó nó ngáo ngáo chứ. Đụng ra thông minh lên liền nha. Rồi rồi, mày xong rồi. Ui, khốn hồn à. Đã sợ rắn thì chớ, còn gặp cái ông bạn nhây nữa. Trời, chị gái thiệt nha. Cha mẹ ơi, sợ tới nỗi là ba cái giới tính rồi kìa. Tự dưng đang là em gái xinh tươi cây thành người đàn ông lực lưỡng luôn. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Cây tươi nhờ. Tới cái lúc ăn dạ rồi đây. Ok. Cái gì vậy bà nội? Ơ mà cái chỗ này hơi nắng một xíu. Dịch qua đây coi. Ôi là trời, ăn dạ mà cũng phải lựa chỗ lắm à nghe. Thông minh lắm. Oh hello there. Biểu hiện của nghe nhạc sập sinh qua 180 phút là đê. Chán lắm.
Nhờ vợ ra sửa giúp tivi. Dạ. Ê, cái gì vậy? Mẹ ơi, rớt bà con tiên rồi. Chồng với vợ con hả? Ăn uống gì tầm này nữa trời. Bây giờ lọc ra, dần 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 đi. Cái lòng ngực ra. Này, bố mình giết lâu lắm vậy đi nhé. Anh trai đang rất chi là kiên nhẫn chơi game thì bất thế ngờ. Thôi dẹp luôn đi, khỏi game khỏi ngủ gì nữa. Không có ai ru mình, tự mình ru ngủ kiểu. Ôi, Mận làm con khổ quá mà. Cho con đi ngủ và cái con. Chị gái chân dài vừa mới dắt xe á thi. Sao mà nó nặng vậy ta? Tèo tết tèo, mới đi có một bước mà chị đã ngã dúi vùi vùi vô hàng bầu rồi. Đầu suýt cắm mặt vô cái ruộng rau. Thôi mà chưa lên xe ngồi nha. Liễu yếu đào tơ thì gọi ai tới trợ giúp từ đầu đi. Dắt không có nổi hả? Có ngày xe đè người thì nguy hiểm lắm á. Ê, lại đây đi cái bà kia. Ai sợ bà đâu, diễn luôn. Trời ơi, ghét nhau thì nói một câu đi. Chơi game cái kiểu gì mà kéo con cái rách toạc cả áo người ta ra vậy trời. Công nhận chị gái khỏe thiệt nha. Làm cái công việc đồng áng quen rồi hay sao mà kéo ghê vậy nè. Nhìn vậy thì chắc chồng chị rén nút nhà là chị lắm hen. Xé một cái là bay luôn cái áo chứ chả ai đùa đâu nhờ. Cái thằng này lại đi đâu chơi nữa rồi đây? Ở đây chứ đâu chị mẹ ơi. Coi thằng nhỏ đang làm gì kìa. Mặt thì không biết ai vẽ cho, răng bóp như là ma vậy đó. Người thì chân nhúng toàn là bùn. Rồi ra có một xíu là lại chạy đi nghịch linh tinh. Chỉ khổ cho chị mẹ, tắm cho con mà khóc ròng luôn. Đang đi thì gặp chú bò mọc sừng kiểu. Ủa, mà không có phản mấy đứa ơi. Quỷ nó chui đầu vô hai giữa cái nhánh cây vậy á. Làm ta tưởng đâu thằng nhỏ có hai cái sừng đẹp lắm chứ. Ai mà chả có ước mơ. Em đây không có nên mới đứng té vô tí thôi à. Rồi rồi, tiếp theo. Khi mẹ nói con gái là phải mặn mà, phải mà lem, nhưng mà không có phải là theo được nghe đen như này đâu nha. Cô nhóc ngồi lên bồn rửa, tẩm ướp gia vị xì dầu ngũ chỉ hương lên người để trở nên ngon hơn. Trời ơi, đúng là đến bó tay chấm thơm luôn mà. Ông chú đang đẩy xe củi thì bất ngờ. Ô là trời luôn, ông cắm cúi mãi mê quá không có để ý gì đường xá luôn, đỡ đâm vô cái đít xe đắt tiền của người ta mất rồi. Chắc là không có ai thấy mình đâu nghe, để lại giận coi có làm sao không. Cái chuyện này mà sao là chú lại tốn tiền đền cho người ta rồi nha. Hai ông chú đang chơi cái trò quảnh tu xì để cắt tóc. Mà thua sẽ bị lông đơ cho một đường ngay tính nha. Ú là trời đất ơi, chơi được cái trò này chắc là phải có một trái tim dũng cảm lắm đây. Phải hả, xin cáo hả. Hai bác gái đang nhấc mẹ bánh bao vừa hấp nóng hổi ở trong nồi ra á thi. Ừ.
Wow, wow, wow. Một cú trật tay đi vào lòng đất luôn. Coi như mà mày vẫn giữ được cái đầu. Và cái đám bánh kia thì vẫn bám chặt tay không có chịu buông. Ông nội đi ra sân thì thấy đứa cháu gầy gò héo mòn của mình đang tu sửa đánh đẻ một mình và cái kết. Cho chừa cái tội anh không có chừa ai miếng nào nè. Ông lão gõ cái nồi làm bà chị kia giận cái mình dùng sữa ở nhóc nồi luôn. Giận hết sức giận à. Hey da, chào. Ok, bây giờ ta sẽ chuẩn bị đạo cụ cho con dùng nội công nha. Ông thầy xếp tấm gỗ lên cho cậu nhóc đấm và cái kết. Ủa lô, cái dáng này là để dùng tay chẻ đôi chứ đâu phải nhảy dẫm lên đâu trời. Lương lẹo quá đi à. Quỷ mèo thấy nến thì kiểu. Ủa Sang, sao ban ngày mà phải đốt nến vậy? Cái kết siêu quá đi. Chỉ với một cú đi đường quyền thôi, ngọn nến đã tắt ngấm dưới bàn chân của ổng rồi. Còn sớm vậy mà cũng dùng nến chi hạnh biết nữa à. Không có biết tiết kiệm gì hết trơn á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào.